Bản ngã mất đi thì chân ngã lại hiện tiền. Bản ngã thật vi tế, thật tinh danh và cũng là nguyên nhân của hầu như tất cả mọi nỗi khổ của chúng ta. Bạn thử nhìn kỹ và sâu vào nỗi khổ của chính mình đi và bạn sẽ thấy được điều tôi vừa chia sẻ. Không có nỗi khổ đau nào bạn đang có mà không liên quan đến bản ngã của bạn. Bản ngã luôn đi tìm nguyên nhân làm ra đau khổ, gây ra đau khổ. Thông qua đau khổ, bản ngã mới thấy mình đang tồn tại. Nếu bản ngã bạn không còn thì rõ ràng tất cả những khổ đau liên quan đến bản ngã cũng sẽ được chấm dứt. Bạn sẽ có được phúc lạc vô biên, tối thượng, phúc lạc đến từ vô ngã, phúc lạc đến từ sự bình an. Vậy cho nên, chừng nào bạn chưa vượt thoát bản ngã thì chừng đó sự giác ngộ, giải thoát, những điều linh thiêng tối thượng vẫn còn trong trạng thái ẩn tàng, vẫn còn trong trạng thái đợi để biểu hiện. Như vậy, bản ngã là gì và nó được hình thành từ đâu? Ta cùng nhau quay về thời điểm mà mỗi chúng ta vừa mới lọt lòng mẹ, vừa được sinh ra. Ta là một em bé sơ sinh còn non nớt, yếu ớt, luôn dựa nương vào những điều kiện an toàn bên ngoài để tồn tại. Ta khi đó không thể tự tồn tại, khi đó tri thức chưa hình thành và dĩ nhiên là về một bản ngã riêng biệt cũng không hề tồn tại trong ta. Rồi những điều đầu tiên ta có thể nhận biết cũng không phải là chính ta mà là những tác động từ bên ngoài. Tất cả các giác quan của ta kể từ thời điểm này là hướng ra bên ngoài. Mắt ta bắt đầu thấy ánh sáng, hình sắc và cảm nhận những điều này từ bên ngoài. Tai cũng nghe những tiếng động từ bên ngoài, mũi cũng ngửi những mùi hương từ bên ngoài. Thân cảm nhận hơi ấm của mẹ cũng từ bên ngoài và lưỡi cảm nhận vị ngon ngọt từ nguồn sữa của mẹ từ bên ngoài. Tất cả các giác quan của ta mở ra và hướng ra bên ngoài. Đây cũng là nguyên nhân gốc rễ giải thích vì sao ta luôn hướng ngoại tìm cầu. Điều này có nghĩa là khi ta được sinh ra là ta đã bắt đầu đi ra thế giới bên ngoài thông qua những giác quan của ta, và trải qua mấy chục năm liên tục, hướng ngoại đã trở thành thói quen sâu dày của ta. Ta đã quên mất đường về thế giới bên trong. Thế giới bên trong mới thật là nơi cất giấu con người chân thật của chính ta, con người của phúc lạc tối thượng và bình an tuyệt đối. Trong thời điểm này, người đầu tiên mà ta nhận biểu hiện chính là người chăm sóc ta trực tiếp, và thường người đó chính là mẹ của chúng ta. Ta nhận biết mẹ đầu tiên, ta nhận biết cơ thể của riêng ta khi ta đói và mẹ xuất hiện cho ta ăn. Thông qua mẹ, ta bắt đầu dần nhận biết cơ thể của riêng mình. Và sự nhận biết cơ thể của mình khi ta đói, khi ta có một nhu cầu bản năng nào đó của cơ thể trỗi dậy, khi bản năng đó của cơ thể được thỏa mãn, trôi qua ta lại liền quên đi cơ thể của chính mình. Trong tương giao với người mẹ, ta sẽ bắt đầu hình thành những bản ngã đơn sơ khởi đầu. Ta không nhận ra chính ta một cách trực tiếp mà ta chỉ nhận thấy nó thông qua những người xung quanh và gần nhất là mẹ. Khi mẹ ta vui thì ta vui. Khi ta được mẹ khen hay người xung quanh khen về một điều gì đó mà ta biểu hiện như cười, nói hay có biểu hiện đặc biệt nào đó thì ta bắt đầu có cảm giác tự hào, thích thú. Mọi người tập trung xung quanh ta cười đùa, ngợi khen, nói những lời vỗ về, yêu thương và làm đủ trò để ta cười. Lúc này bản ngã phát sinh, ta thấy dường như mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng ta vẫn chưa thấy được chính ta, thấy được bản thân mình. Ta có cảm nhận về bản thân thông qua phản ứng, thái độ của những người xung quanh. Tất cả chúng ta đều trải qua giai đoạn hình thành bản ngã này. Khi đó, ta không biết ta là ai, nhưng ta lại biết người khác nghĩ gì về mình, muốn gì về mình. Sự phản hồi những điều người khác nghĩ về ta sẽ tạo nên bản ngã của ta. Bản ngã của mỗi chúng ta ngày càng dày và nhiều, phụ thuộc vào tốc độ tăng dần và số lượng các phản hồi của những người xung quanh qua năm tháng được tích lũy từ gia đình, nhà trường, học đường. Nếu tổng số chung các phản hồi mà ta tiếp nhận hình thành từ những người xung quanh là tiêu cực, thì bản ngã ta được tạo ra sẽ trở nên ốm yếu, tiêu cực. Và hiện bây giờ, ta nghĩ ta như thế nào chính là tổng hợp tất cả những phản hồi nhiều yếu tố lên chính bản thân mình. Nhiều yếu tố này họp chung lại có tên là xã hội. Bản ngã của ta được tạo dựng từ xã hội mà ta đang sinh sống. Như vậy, ta có thể hiểu được bản ngã từ đâu mà có. Bản ngã của ta là từ xã hội, mà xã hội chính là bao gồm tất cả các yếu tố gia đình, học đường, bạn bè,
công việc ta đang làm. Bản ngã hình thành nhờ vào những phản hồi của những người xung quanh lên nó. Do đó, nó luôn thèm khát sự chú ý, khen ngợi, tán dương. Thông qua bản ngã, bạn bắt đầu hình thành nên nhận định rằng bạn là một ai đó. Nhưng cái ai đó này thật ra không phải là con người đích thực của bạn. Một ai đó này chỉ là những gì người khác nghĩ về bạn và bạn chấp nhận bạn là như thế. Một cái tôi giả tạo được hình thành, còn con người thật của bạn không phải là cái tôi giả tạo ấy. Con người đích thực của bạn, cái tôi đích thực của bạn luôn đồng hành cùng lúc bạn sinh ra và đồng hành cùng bạn cho đến khi bạn rời bỏ thân thể này. Cái tôi đích thực của bạn luôn tự do, luôn phúc lạc, bình an và không cần dựa nương trên bất kỳ một phản hồi nào từ bên ngoài. Tôi tạm dùng từ ngắn hơn để diễn tả cái tôi đích thực, đó là từ chân ngã. Còn cái tôi hình thành nên từ những phản hồi, tôi gọi nó là bản ngã. Chân ngã mới chính là con người chân thật của mỗi chúng ta, còn bản ngã là con người giả lập bất an, khổ đau, lên xuống, chìm đắm, trôi lăn. Bản ngã luôn hướng ra bên ngoài để đi tìm một sự tồn tại, một sự công nhận. Trong chúng ta, rất ít người biết có một cái chân ngã đang tồn tại song song với bản ngã. Do đó, chúng ta rất sợ mất đi cái bản ngã hư ảo là nguyên nhân của mọi khổ đau. Nếu mất đi cái bản ngã này thì ta sẽ có cảm giác bơ vơ vì ta không biết ta là ai. Nhưng ta nào đâu ngờ rằng khi bản ngã mất đi thì chân ngã lại hiện tiền. Giây phút bạn nhận ra được chân ngã của chính mình thì đó cũng chính là giây phút giác ngộ.